căn tu tập thì cái đầu tiên của chúng ta đó là phù trần căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Còn đi sâu vào đó thì có tỉnh sắc căn. Có nhiều học giả giảng không chạy mà cái gì trong duy thức mà nó không có giảng, nó chỉ đưa ra thôi. Tỉnh sắc căn là các dây thần kinh. Chết rồi đó thì phù trần căn chết liền, nhưng mà tỉnh sắc căn phải 8 tiếng mới được. Đó là dây thần kinh thị giác của mắt, thần kinh thính giác của lỗ tai, thần kinh khứu giác của lỗ mũi, thần kinh vị giác của cái lưỡi, thần kinh xúc giác của sắc thân, và thần kinh của ốc. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Dây thần kinh là chỗ cảm giác phát hiện, còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó là cảm giác chưa có, nó còn lờ mờ. Cái đó là của ngạ quỷ xúc sanh thôi. Còn tới cõi người trời là bắt đầu các dây thần kinh nó hoạt động. Thành ra cái căn này nó khó đấy, kêu là tỉnh sắc căn. Thì nó thuộc về thức tri. Người trời phải dùng cái tỉnh sắc căn này. Thành ra bốn đường ác thì chưa có cảm giác mấy. Phải thấy như vậy chúng ta mới có thể qua nhập lưu được, chứ không phải dễ đâu. Người trời thì được, nghĩa là thấy nổi lên cứ đè thôi, chứ không có thấy rõ. Cứ đè nén nó thôi, cứ đối trị thôi, cứ cải sửa thôi. Thành ra ta nói tu là sửa, đạo Phật không phải là sửa, nhưng mà phải sửa rồi từ đó nhận lại. Nhận lại là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai vô sanh A-la-hán. Mà nhận lại thì không có pháp môn, không có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, không có bổn sư gì hết. Thành ra cái này nó khó đấy. Tất cả những cái học hỏi, những cái gì là thấy cho chó ăn hết, dứt hết, thì cái Phật tánh mới hiện ra được. Thì Phật tánh nó vốn có từ vô lượng kiếp rồi. Nó ở ngay đâu? Nó ở ngay trong cái sanh diệt của ngũ uẩn đó. Có một cái bất sanh bất diệt trong đó. Để rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Thì ở đây chúng ta kêu là bốn đường ác, tức là phù trần căn. Nó tiếp xúc với con mắt, với sự vật. Thì ở trong kinh 66 và trong Phật giáo mình có do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức này là ngạ quỷ. Còn con mắt đó là địa ngục hữu gián, còn sắc trần là địa ngục vô gián. Nữa là chúng ta đi sâu vào cái đó thì mới phát hiện được cái ngạ quỷ. Còn cõi người là điểm gặp gỡ có ba pháp này là xúc, thì đây mới qua cõi người. Rồi nhờ xúc mới có thọ, đây mới qua cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng ta thấy khó khăn đó, phải nghiền ngẫm trong tỷ. Còn thứ nhất là phù trần căn, thứ hai là tỉnh sắc căn, thứ ba là thắng nghĩa căn, tức là của nhập lưu nhất giảng lai bất lai. Nó tương ưng với thắng tri. Còn phù trần căn là tương ưng với cái gì? Phù trần căn thì mãi chúng ta thấy là tưởng tri. Còn tỉnh sắc căn là thức tri. Còn thắng nghĩa căn đó thì tương ưng với thắng tri. Còn tệ tri tương ưng với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn. Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt. Còn liễu tri tương ưng với cái gì? Đệ nhất thắng nghĩa căn siêu diệt mà viên dung. Thành ra bốn cái khác nhau. Một cái đó là dùng cái tưởng tri, tức là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula. Hay là tôi cho anh cái thí dụ thì Phật tử hiểu rõ. Tôi suy gẫm lắm tôi nói phải có cái thí dụ mới sáng tỏ. Thì tôi ra cái dòng sông hay tôi ra biển, tôi nhìn tôi thấy giờ lấy cái biển này thí dụ được, nó rất hay. Thì chúng ta ra ngoài biển, chúng ta dùng nhìn thấy cái dòng nước biển. Bây giờ xin quý vị nghe cái định nghĩa tôi ha, thì mới hiểu được. Cái dòng nước biển đó là đứng lặng mà trôi chảy. Thì sống đó phải nương vào dòng nước biển để mà phát hiện. Sống có thể mất hết nhưng mà dòng nước biển không mất. Thành ra chúng ta thấy sống với dòng nước biển nó không phải một, không phải khác. Rồi thì sống đó chúng ta thường kêu là nghiệp cảm duyên khởi, tức là có bốn đường ác, có bốn đường thiện, có giới hạn, có thầy, có minh sư, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có cải sửa, có tập trung. Rồi qua tới dòng nước biển là có nhập lưu nhất dẫn lai bất lai. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh độc đáo nhất. Tôi nói thiệt là tôi biết Bát Nhã lâu mà tôi không biết cách tu.
Tới gặp Thủ Lăng Nghiêm tôi mới biết cách hạ thủ công phu do đó. Bởi vì khi mình bắt đầu tu mà có pháp môn rồi thì lọt về tư tưởng. Mà bác giải là không có pháp môn, đạo Phật là không có pháp môn, không có bổn sư, không có từ từ, không có lay lay. Chỉ là nhận lại thôi. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa nói chàng cùng tử đó, có Hồng Ngọc như ý là chỉ nhận lại thôi. Nếu mà không nhận lại thì mình là lang thang ăn mài suốt đời. Khi nhận lại ai chỉ thì nhận ngay bây giờ và tại đây, chứ không có từ từ, không có lay ra. Thì cái kinh Pháp Hoa con đọc đó đấy. Đó thì cái dòng nước biển đó chúng ta kêu là nhập lưu nhất giảng lai bất lai, đứng lặng mà chuyển biến. Do đứng lặng cho nên không có sống, do chuyển biến cho nên vẫn trôi chảy. Còn bốn đường thiện bốn đường ác là sao động mà chuyển biến. Sao động là giọng, mà chuyển biến là giọng, giọng chồng lên giọng, cho nên nó có khuôn khổ, nó có thời gian, có không gian, có giới hạn, có thiện có ác. Còn nhập lưu nhất giảng lai bất lai thì đứng lặng, do đứng lặng mà không có không gian. Không gian bị quá giải vào thời gian, thế giới của sát na mà chúng ta thường kêu thấy đó là sát na vĩnh cửu. Thì ở trong nhất là thiền tông thì kêu là cái nhận thức hiện tiền. Còn bốn đường thiện bốn đường ác kêu là nhận thức hiện tại. Hiện tại thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn hiện tiền thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều nằm trong sát na vĩnh cửu. Tức là nó không có tướng nữa, nó chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Thì cái này chúng ta kêu là A Lại Gia Duyên Khởi. Và A Lại Gia Duyên Khởi nương vào đâu? Phải nương vào chân như duyên khởi, tức là nương vào nước. Mà nước là gì? Nước là đứng lặng bất biến. Đứng lặng cho nên chơn, bất biến cho nên chơn. Thành ra từ này ra cái chân không. Mà chính chân không này nó làm cái chỗ nương tựa cho cái dòng nước đứng lặng. Nếu không có chân không này dòng nước đứng lặng không có. Thành ra A Lại Gia Duyên Khởi phải nương vào chân như duyên khởi của A-la-hán. Rồi chân như duyên khởi nương vào đâu? Không có nương vào đâu hết. Thì tất cả chân như duyên khởi này nó phát hiện cùng một lúc, kêu là pháp giới duyên khởi. Tức là không phải là nghiệp cảm duyên khởi nương vào A Lại Gia, A Lại Gia nương vào chân như, mà pháp giới là tất cả cùng phát hiện một lúc, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương sanh, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương nhập, trùng trùng thẩm thấu. Đó là cái danh từ của kinh Hoa Nghiêm đấy. Thì cái pháp này hôm nay đó là chỉ có kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó nha, chứ không phải là của bên kinh Nguyên Thủy đâu. Thì ba bộ kinh này là cái bộ kinh tối thượng thừa. Nhà Pháp Hoa thì lấy Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát ba xe này trở về Phật thừa, có một thừa thôi chứ không có ba thừa, đó là Đức Phật phương tiện thôi. Thì trong thấy độc đáo ấy. Còn Đại Bát Niết Bàn đó thì không có là quán không, quán giả, quán trung, mà chỉ có một cái là pháp thân thường trụ của Như Lai thôi. Nghĩa là quán trong không là có giả có trung luôn, mà trong trung là có giả có không luôn. Còn kinh Hoa Nghiêm là tối thượng hết, nó không có kéo những cái gì gì hết á, mà nó diễn tả cái thế giới trùng trùng duyên khởi của biển cả. Biển cả là gì? Biển cả là nước, là dòng nước, là tất cả các lượng sống. Không cái nào nương vào cái nào hết, tất cả đều trùng trùng duyên khởi, trùng trùng tương ưng, trùng trùng tương nhập, trùng trùng tương khắc, trùng trùng tương sinh.